Hôm nay đã là mùng 9 Tết rồi, còn mùng là còn Tết phải không mọi người? Hôm nay Nga sẽ hát tặng cho mọi người bài hát Mùa Xuân ơi của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Mọi người cùng lắng nghe nha. Mình sẽ hát tặng mọi người vào clip sau nha. Xin chào tạm biệt mọi người.